sưa đỏ xuống còn 130 tỷ cho đợt đấu giá lần thứ 4. Sau 3 phiên tổ chức đấu giá hai cây gỗ xưa đỏ hàng trăm năm tuổi tại chùa Vĩnh Phúc, thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Trương Mỹ, Hà Nội, không thành, do không có doanh nghiệp cá nhân nào tham gia. Những ngày gần đây, cán bộ thôn Phụ Chính và người dân tiếp tục bàn bạc, thống nhất để chuẩn bị kế hoạch tổ chức phiên đấu giá lần thứ 4 toàn bộ lô gỗ xưa vào giữa tháng 1 năm 2020. Trưởng thôn Phụ Chính Đinh Văn Lai chia sẻ, sau các lần tổ chức đấu giá toàn bộ hai cây gỗ xưa đỏ không thành các cụ cao tuổi và cán bộ thôn đã thống nhất điều chỉnh, phân loại lại gỗ thành 4 nhóm, trước đây là 5 nhóm, với giá bán cụ thể, nhóm 1 bán 28 triệu đồng trên kg, trước đây là 32 triệu đồng trên kg, loại 4 là rễ cây có giá 6,5 triệu đồng trên kg, trước đây là 6 triệu đồng trên kg, cho phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, đợt đấu giá lần thứ 3 vừa qua lại tiếp tục bất bại, để đợt đấu giá lần thứ 4 tới đây thành công, các cụ cao tuổi. Cán bộ thôn và người dân đang tính đến phương án sẽ tiếp tục hạ khoảng 2 giá cho mỗi kg gỗ sưa đỏ thêm lần nữa. Đây sẽ là lần đại hạ giá thứ hai trong vòng 3 tháng qua và chỉ với mong muốn sẽ bán được toàn bộ lô gỗ sưa đỏ này trước Tết Nguyên đán năm 2020. Theo kế hoạch của đợt đấu giá lần thứ 4 tới, toàn bộ lô gỗ sưa đỏ sẽ được tổ chức vào giữa tháng 1 năm 2020. Hiện nay toàn bộ nội dung thông tin của phiên tổ chức đấu giá đang chờ ấn định, thống nhất tại một số cuộc họp diễn ra vào thời gian tới. Theo dự kiến của các cụ cao tuổi và người dân thôn Phụ Chính, số tiền đặt cọc trước cho từng nhóm gỗ để được tham gia đấu giá lần thứ 4 tới cũng sẽ được giảm xuống như việc hạ giá bán gỗ từ 138 tỷ lần đấu giá thứ 3 xuống còn khoảng 130 tỷ đồng cho lần đấu giá tới đây. Như vậy, từ khi đấu giá lần thứ nhất cho đến nay, giá của hai cây gỗ xưa đỏ này đã được giảm xuống gần 20 tỷ đồng, từ gần 150 tỷ đồng lần 1 đến lần thứ 4 này sẽ chỉ còn khoảng 130 tỷ đồng.